Lạy Chúa, Chúa ở nơi nào? Chúa đã từng nói cho chúng ta biết Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn không cảm nhận được Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở đây hay không? Có lẽ vì cuộc sống của chúng ta đã làm cho chúng ta quá bận rộn để không có giờ chúng ta suy niệm và kết thân tình với Chúa. Nhưng Ngài luôn luôn, lúc nào cũng muốn được kết thân tình với ta. Với lời mời gọi của Ngài, giờ đây mời mọi người thưởng thức bài hát Đến Với Ngài Đi. Đây là một sáng tác của Sơ Phi Áp Loan, là một trong những người bạn của chúng em. Em mong sơ nghe được qua giọng hát của anh Dũng Nguyễn, là một giọng hát sơ yêu cầu. Và này nó cũng được
nước tuôn khơi nguồn ân phúc. Đồi cao chiều nào hoan mau, Chúa con dâng hiến thân mình vì yêu. Nhưng vì sao trần gian quên lãng, cho ngài càng thêm xót xa. Mà sao ngài hằng luôn thứ tha, hãy đến với ngài đi, hãy đến cất lời ca cho con tim Giêsu ấm lại, cho trái tim Giêsu thôi lạnh băng. Hãy đến với ngài đi, ngài vẫn mãi chờ mong, vẫn đôi tay dang rộng mời đón với con tim khát khao mỏi mòn. Hãy đến với ngài đi, ngài vẫn mãi chờ mong, vẫn đôi tay dang rộng mời đón với con tim khát khao mỏi mòn.